chào cả nhà. Hiện tại thì em đang có mặt ở vòng xoay bệnh viện này cả nhà. Đây, hôm nay mời cả nhà đi tham quan bến xe mới với em nha. Hôm nay có dịp em đi lên bến xe mới đây cả nhà. Bến xe mới Vĩnh Long. Rồi mời cả nhà theo dõi. Đây cả nhà, phía trước mặt chúng ta là cái vòng xoay. Đó, vòng xoay bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Cái đường hướng này đang đi lên nè cả nhà. Là về Phạm Đình Khao. Hướng đó là đi qua phường 4 đó cả nhà. Quẹo đây là đó, qua phường 4. Còn trên đó là đường Phó Cơ Đều, phường 3. Còn đi xuống dưới đường đó là cầu Me về hướng Long Hồ. Rồi giờ mình đi cái đường Phó Cơ Đều nha cả nhà. Rồi mời cả nhà theo dõi cùng em. Xưa ở đây là cái quán cà phê nè, cái điện máy xanh bây giờ là cái quán cà phê. Giờ làm lại điện máy xanh lớn quá ha. Đây là cái con đường Phó Cơ Đều vườn 3, phố Vĩnh Long nha cả nhà. Ở đây là có hai cái tiệm xe rất lớn của hãng Honda và hãng Yamaha.
đi ra được ra cũng ra được đường Bạch Đàn, bắn ra phường Tân luôn đó nhà, vẫn là hơi được đó mà. Tiếp tục nha cả nhà. Thank you.
Đây cái bến xe mới này nó có hai cổng thôi cả nhà. Cổng này kia là cổng chính, cổng này là cổng phụ. Rồi. Đây cũng nhiều xe đậu quá ha. Xe tải rồi nhiều đậu nhiều lắm đó. Cái bến xe này thì sao chỉ còn một bến xe Phương Trang sống sót thôi vậy. Để xích lại đây coi còn bến xe nào nữa không. Đây phòng ghế rồi. Phòng nó bị đóng cửa. Chỉ có Phương Trang thôi. Ồ, Phương Trang hoạt động hết trơn luôn. Ở đây còn Kim Mã nữa. Trên đây là sửa xe. Đây, cổng này, cổng chính nè. Cổng cổng nó nằm trên cái đường Nguyễn Huệ đó trên nữa ngoài cái xe xe biết đó hả. Ồ thôi đợi trên chứ. Ừ chắc nha. Rồi thôi em xin phép tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi, xin mến chào và hẹn gặp lại clip sau nhé. Xin chào cả nhà.